Xin chào ngày mới quý vị và các bạn. Mưa sẽ vẫn diễn ra rải rác tại khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ. Còn ở vùng núi, vùng mưa sẽ lan rộng hơn và nhiều điểm mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Vì thế mà nhiệt độ ở Bắc Bộ vẫn sẽ không cao, trời mát mẻ. Tại vùng núi, nơi có mưa dông mạnh thì nhiệt độ cao nhất chỉ trong khoảng 28 cho đến 30 độ. Còn vùng đồng bằng bao gồm cả thủ đô Hà Nội, thời tiết dễ chịu khi mà nhiệt độ không quá ngưỡng 33 độ. Dự báo từ ngày mai, mưa sẽ giảm dần, chỉ còn tập trung tại vùng núi. Trong khi thời tiết miền Bắc đã tốt hơn nhiều so với những ngày trước thì nắng nóng tại miền Trung vẫn tiếp tục tăng. Nắng trải dài từ sáng đến chiều muộn, trời oi bức ngột ngạt, nhiệt độ trên 30 độ duy trì cả ngày lẫn đêm. Nhiều điểm mức nhiệt còn lên tới 40 độ, cảm giác chung của người dân nơi đây là vô cùng khó chịu. Để phòng tránh tác hại do nắng nóng kéo dài, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần mặc quần áo bảo hộ, bao gồm các loại áo với chất liệu có khả năng chống nắng, mũ rộng vành để che mặt, cổ và tai, đeo kính râm bảo vệ mắt, lựa chọn chất liệu trong kính có khả năng chống nắng, độ hấp thụ tia UV từ 99 đến 100% sẽ bảo vệ tốt nhất cho mắt và vùng da xung quanh. Cùng với đó, mọi người nên bổ sung hoa quả tươi giàu vitamin C giúp hạn chế tác động có hại từ tia cực tím, uống bù đủ nước khoảng 2 đến 2,5 lít nước mỗi ngày, sử dụng kem chống nắng đều đặn mỗi khi ra ngoài, ngay cả khi trời nhiều mây, nên hạn chế ra ngoài vào buổi trưa, thời điểm bức xạ tia cực tím gây hại cao nhất. Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn là nơi đang có thời tiết ổn định nhất trên cả nước. Ở đây duy trì trạng thái thời tiết ngày có nắng nhẹ, chiều tối xuất hiện mưa dông. Nhiệt độ cao nhất trưa nay ở Tây Nguyên khoảng 29 đến 32 độ, Nam Bộ là từ 31 đến 34 độ. Mưa thường xuất hiện sau 16 giờ chiều. Trên biển khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, thịnh hành gió Tây Nam đến Nam ở cường độ cấp 4 đến cấp 5, ngày nắng. Riêng khu vực phía đông quần đảo Hoàng Sa, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác về chiều tối, gió Tây Nam đến Nam ở cường độ cấp 4, cấp 5. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết sáng 11 tháng 8 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.